Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Hồi nãy mình gặp cái hố ô trà, mình gấp quá, mình nhảy qua đây trước đi. Rồi mình hãy chào các bạn á, để kẻo cái hố ô trà nó mất thì ổn nữa. Lần này thì mình đã phát hiện ra một cái thành phố kết thúc và nó có cả một cái con tàu kết thúc luôn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Giờ thì ghé vô đây, rồi đi xuống tầng dưới để chúng ta loot đồ thôi. Ôi nhưng mà nó có con sugar đó, hơi nguy hiểm nha. Chắc mình lấy cây cấp mình gõ nó trước đi. Em thôi nó quýnh mình mất máu á. Đi chỗ khác đi, dịch chuyển đi. Đi chỗ khác chơi đi. Ôi con này lì ta. Bình thường mình gõ gõ gì là nó dễ dịch chuyển chỗ khác lắm. Ôi con này lì nha. Lì nè. Quýnh cho bỏ lì luôn. Rồi lượm luôn cái vỏ sugar. Và trong rương này thì cho mình kiếm tăng kinh nghiệm đồ này. Rồi áo kim cương vàng, cũng như là những cái dark gem á. Bên đây thì cũng được một ít đồ ha. Và quan trọng nhất là cái cánh này. Yeah, chúng ta đã có cái cánh cứng đầu tiên rồi ha. Rồi, quá đã luôn. Giờ thì chắc coi coi trong thành phố còn cái chỗ nào có rương nữa không. Mình nhìn coi. Hình như là... À con, hình như bên kia cũng có rương á. Bên đây nè, cái phòng này mình thấy bự quá trời nè. Bay quá luôn. Đạp xuống. Rồi, có rương không? Đấy, có hai cái rương luôn. Úi giời. Ui nhưng mà cẩn thận. Mấy con sugar nó đang canh me canh chua, nó quýnh mình á. Có thêm dark gem, một cái nón kim cương đâu nè. Gì nữa? Red blade. Đồ trong đây thì mình thấy nó cũng không có gì đặc biệt lắm á. Vậy mà mình cứ tưởng trong rương của thành phố kết thúc thì đồ sẽ xịn lắm. Ôi giời ơi. Ô, và dưới này mình thấy còn có một cái nhà của chị y tá hay sao nè. Wow, chuẩn luôn, nhà của chị y tá. Lại có thêm máy tính mang về rồi. Hấp dẫn nha. Bỏ túi trước tính sao. Cạnh đây còn có cái pháo đài địa ngục nè. Ý, kim cương. Ái cha cha. Được, kim cương free. Lượm luôn. Vô tình lượm được viên kim cương nữa. Rồi, giờ thì vô pháo đài địa ngục mình coi coi mình có kiểu như là gặp được một cái Pokemon nào mới hay không. Wow, vào cái pháo đài địa ngục này nhìn có vẻ to đó, nhưng mà những nơi có rương thì mình chưa biết nha. À kìa, hình như bên này mới có chỗ có rương nè. Quẹo trái. Rồi, đi xuống dưới. Thám thính tình hình thử coi. Ý, dưới này hết đường rồi. Ở kia. Lừa rồi, không có rương luôn. Trời đất ơi, cái pháo đài rõ to luôn mà không có chỗ nào có rương hết vậy. Kỳ cục thế. Su cà na thiệt. Thôi, bỏ khúc này thôi, đi lên trên. Mình sẽ đi lên trên vùng đất liền này đi. Ở dưới nguy hiểm quá, lỡ ngỡ mình lọt xuống phía dưới á là trở về thế giới thường luôn á. Rồi, sẵn tiện bữa nay thì mình sẽ thử coi mình có tìm được Pokemon Ultra Beast nào hay không á. Hổng rài thì chúng ta chỉ mở rương các thứ đồ ra Pokemon thôi, chứ chưa có tìm được Pokemon Ultra Beast thật sự nào hết á. Và hả? Cái gì? What the hell? Mình gặp được một ngôi làng bên thế giới Ultra Beast nè. Đã vậy còn có một cái hội quán nữa. Bay qua ga chơm ơi. Mình lên trên mình quýnh với chủ hội quán luôn. Vậy cho nhanh thế không biết được không nữa. Cho không? Ồ cho luôn nè. Vô vậy là mốt mình quýnh cách này đi cho nó nhanh ha. Đỡ phải vượt qua mấy tầng dưới. Rồi, chủ hội quán này xài Pokemon bướm cấp 15 à. Ok, cấp 15 thì thôi, mình dùng cái năng... Ui, đài nó mắc luôn à. Ui, bướm bự vậy. Trời ơi, mình đấm không trúng luôn á. Nhưng mà lần này thì trúng rồi. Rất là nhanh chóng thôi. Pokemon cấp 15 thì... chắc người này sẽ dễ vượt qua thôi à. Rồi, tiếp tục. Có vẻ là hình như chủ hội quán này xài chủ yếu là Pokemon hệ bọ hay sao á. Hồi nãy giờ... Ui bây giờ còn có em Archen nè, là dạng chưa tiến hóa của Archeop á.
Được luôn. Achen hả? Tiếp tiếp đón Achen bằng kỹ năng hệ nước của Urshifu nè. Rồi giờ thì tới một em bọ tiếp nữa. Quá nhanh gấp gọn nào. Đánh không trúng. Lần này thì trúng rồi. Chỗ hội quán có vẻ khá là nhiều Pokemon á. Giờ tới một em chim. Đánh em chim luôn. Rồi, có vẻ là mình đã dễ dàng vượt qua hội quán đi rồi. Hội quán này là hội quán Lâm Vũ Feather. Wow, chứ không phải là hội quán bọ á. Mình cứ tưởng đây là hội quán chuyên sử dụng Pokemon hệ bọ chứ. Thôi, cũng cảm ơn vì cái nguy hiệu này nha. Vậy là hôm rày chúng ta thu gom cũng được kha khá mấy cái nguy hiệu hội quán rồi đó. Quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra mình còn có được một cái đĩa kỹ năng hệ bay nè. Khá là mạnh đấy, Hurricane. Được luôn, giữ lại trong người ha. Rồi, giờ thì sẵn tiện trong khu vực này có làng á, mình sẽ xuống dưới thử. Đấy. Ui mà đi cưỡi Urshifu hơi nguy hiểm nha, lọt xuống dưới là mệt á. Cái vùng đất mà nó xanh xanh như vậy này, người ta gọi là Ultra Deep Sea á. Ở đây thì chắc sẽ có một vài Pokemon spawn ra, nên mình sẽ đợi một xíu coi. Có em nào lạ lạ spawn ra không? Ở bên thế giới Ultra Beast mà mình vẫn gặp được cái chỗ để triệu hồi đấng sáng tạo nè. Trời ơi, nhân phẩm cao vậy. Ở đây không có cái gì để cho mình lướt hết á. Tiếc quá, mình đập cái này mình mang về được không? Thử coi. Ồ, cái này không cho mình đập rồi. Ồ, vậy thôi, đi tiếp thôi. Tưởng đâu được mình đập cái cục đó về để trang trí luôn á. Hơi bị oách đấy. Rồi trên này thì... Ồ, cái này nhỏ gì mà có rương nè. Được. Thử dân mai thêm một lần nữa. Lút rương thử coi. Vẫn là những cái gem cũng như là một ít đồ bình thường á. Sao mình nghe nói là cái quả bóng Master Ball á sẽ lút được ở bên thế giới kết thúc mà ta. Kỳ vậy. Mình đi lút hôm rày cũng nhiều lắm rồi đó. Mà không gặp Master Ball nào trong rương á nha. Cái gì? Eternatus. Eternatus spawn gần đây. À đây 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 đây, em đây em đây. Oh my god. Một legendary. Mình không biết là ở bên thế giới thường em có spawn hay không, nhưng mà qua bên đây là lần đầu tiên mình gặp được em luôn. Trời ơi, nhìn ngầu thiệt. Wow. Ôi kìa. Eternatus, một Pokemon hệ rồng và hệ độc nha. Wow. Sao giờ ta? Chiến đấu nha, nghe chưa? Em này cấp bao nhiêu vậy? Cấp 70 thôi hả? Cũng chưa biết nữa, nên trước mắt là cứ dùng Katana trước nha. Wow, Bone Sweep cũng không kéo nhiều máu, nhưng mà vẫn an toàn hơn là việc mình dùng bừa một kỹ năng nào đó, lỡ ngỗm em luôn thì mệt đấy. Rồi, mình đã kéo máu thành công Eternatus rồi. Giờ thì mình sẽ thử bắt Eternatus bằng... Coi coi. Ôi no, mình chưa đem bóng chứa ra ngoài. Bỏ tay mình luôn á. Đi bắt Pokemon mà không lấy bóng chứa Pokemon ra. Hèn gì thấy sai sai chỗ nào. Rồi, không sao, làm lại. Không có gì phải vội hết. Ui, mà phải công nhận một điều á, nhìn cái em này là muốn bắt liền luôn ấy. Chiến thiệt sự. Rồi, chiến đấu lại với Eternatus nào. Bữa nay lại có thêm một thành viên thứ dữ nữa vô đội hình rồi. Nếu như mình bắt thành công em này ha. Wow, và có vẻ em này có thể bay được ấy. Nên cố lên. Giờ thì chúng ta sẽ tung bóng chứa đầu tiên nha. Với em này thì mình muốn thử với quả Heavy Ball trước. Tại vì với kích thước khủng như vậy thì mình nghĩ em sẽ rất là nặng á. Heavy Ball nha. Được không? Được không? Một phát ăn luôn. Wow. Cái gì? Mình may mắn vậy. Mình bắt Eternatus chỉ quá đúng một quả Heavy Ball thôi. Trời ơi, thật không thể nào tin được luôn. Đây, Eternatus của chúng ta đây. Quay. Đỉnh thiệt. Wow, và em còn có thể dùng skill Mau bút. Ui, bay được nha. Đã nha. Ui, coi kìa. Ngầu thiệt, ngầu đét luôn. Quá hên.
Rồi giờ thì mình đã có Pokemon để cưỡi mới ở bên thế giới Ultra Beast rồi. Phía bên này thì có một cái ngôi đền gì đó. Ngôi đền này có đồ gì không? Đáp xuống thử coi. Wow. Ui dạ, mất máu nhiều thế. Ê, qua đây em ơi. Chết, em bị mắc kẹt. Kiểu như bự quá. Đứng mấy cái chỗ mà chật chật là dễ bị mắc kẹt lắm. Ủa, công trình này là sao nhờ? Để mình vô coi thử coi. Hình như đây chỉ là một công trình để mình tham quan thôi. Ờ, đúng rồi. Trời, tưởng đâu trong đây có có đồ, có rương đồ chứ. Làm mừng hộp mà. Để xem coi Eternatus của mình thì chỉ số tốc độ rất là cao nha. Wow, máu thì cũng trâu nữa. Được thiệt sự. Rồi, còn về dạng thì sao? Ui, em còn có cái dạng True Dynamax gì nữa. Eternamax gì nữa này. Tính ra em cũng nhiều dạng phết luôn á. Quay, được nha. Hợp lý đó. Giờ trước mắt thì mình cứ sử dụng em ở dạng này trước đi. Mai mốt mình biết cách cho thành những dạng khác thì mình sẽ biến sao á. Còn giờ thì gần đây có gì? Hội quán à? Hội quán này nhìn quen vậy? Nhìn hơi quen quen nha. Không biết có phải là cái hội quán lần trước mình vào không nữa. Ồ. Xịn vậy. Đây là hội quán gì đây? Để mình chào hỏi người này cái đã. IV Gym. À đây là hội quán IV ha. Wow. Kìa chủ hội quán trong kia kìa. Được. Vô thách đấu với chủ hội quán luôn. Và chủ hội quán IV này thì sở hữu Pokemon đầu tiên là Rovile. À, em này cũng dữ đấy. Để mình sẽ test thử sức mạnh của Eternatus luôn ha. Có vẻ là khá là chênh lệch về cấp độ rồi. Wow. Eternatus đứng kìa. Lội ra ngoài cái hậu quán luôn. Kiểu bự quá. Hiện tại thì kỹ năng của Eternatus chưa có kỹ năng nào hệ rồng á. Nên mình phải ráng luyện cho Eternatus học thêm vài kỹ năng hệ rồng. Chiến đấu cho tốt ha. Rồi, chắc mình chỉ dùng mỗi kỹ năng Growth Potion này thôi. Mình thấy kỹ năng này dễ dùng nè. Wow. Kiểu mình ghét cấp á, nên chiến thắng cũng khá là áp đảo ha. Rồi, Leafeon. Chiến thắng luôn. Để xem mình sẽ được một cái gì đây? À, vậy là cái này trùng với hội quán lần trước là hội quán nhà kính rồi. Trùng rồi. Và thêm được một kỹ năng Flash Cannon. Ok luôn. Kỹ năng này thì thuộc hệ thép á. Có sức tấn công tương đối cao nè. Dữ luôn. Ok, cảm ơn vì cái đĩa kỹ năng nha. Mà mình để ý á, là những cái chủ hội quán gần đây mình đi thì đều có cái dòng Dynamax nha. Đã vậy. Coi mình có dòng Dynamax không? Đương nhiên là không rồi. Mình chỉ mới có cái dòng Mega hay sao đúng không nhỉ? Ờ đúng rồi, cái dòng này hình như dòng Mega à. Chưa phải là Dynamax á. Phải gán kiếm cái dòng Dynamax đeo với người ta coi. Cho nó hip the hop một xíu ha. Với lại dòng Dynamax nhìn cũng rất là đẹp nữa. Ừ, thấy thanh niên nó đeo cái dòng mình cũng thích quá. Mình đeo tạm cái dòng Mega trước đi. Đó, cũng đẹp phết đấy chứ. Rồi, đây là em gái gì đây? À, trainer à. Được, mình sẽ đọa với em này bằng Eternatus tiếp ha. Wow, có em Pokemon gì nhìn dễ thương vậy? Tấn công luôn. Ui, em có một em Pokemon à. Trời ơi, Quýnh Phát chạy mất tiêu luôn rồi. Tính ra chiếc này đi á, tốn đúng con quả không? Heavy Ball à. Mình được hẳn một em Legendary xịn sò con bò luôn á. Công nhận bữa nay nhân phẩm cao. Một xíu mình sẽ quyết định là đi tìm những cái quả trứng trong Pokestop nữa ha. Biết đầu này hình là trứng 25 km á. Không đùa. Rồi, và mình muốn chế tạo thêm bóng chứa hơn á. Tại vì hiện tại mình còn thiếu một loại quả bóng để bắt mấy em lì lì á. Đó chính là Tamerborn á. Rồi, có được một quả chiên bắt mấy em lì lì rồi đúng không? Rồi mình sẽ làm thêm cái level boy mình cũng hết rồi. Ủa, level boy nữa. Làm thêm một ít level boy luôn. Xong, vậy là mình đã có thêm hai loại bóng chứa dùng để chiên bắt mấy cái em mà cấp thấp nè, cũng như là mấy em mà hơi lì lì rồi ha. Đỡ khó hơn rồi đó. Rồi còn mấy cái huy hiệu thì mình sẽ tạm thời cho vô đây.
Đó, vậy là mình đã có được hai quy đi, quy hiệu blend rồi. Cũng được đi ha. Rồi, get go. Để coi coi mình nên loot Pokestop gần nhà hay là Pokestop xa nhà ta. Gần nhà thì mình loot không rồi, mình thấy không khi nào mà cho mình kiểu như là trứng cấp cao nha. Toàn là trứng 2 dưới 5 km thôi. Cây thiệt sự á. Đó. Mình nói có sai đâu. Loot cái gần nhà toàn ra 2 km không à. Wow lắm luôn á. Bởi vì mình không khoái loot mấy cái Pokestop gần nhà là vậy á. Ui, cái này quen á nhờ. Hình như cái này là lần trước mình loot được trứng 25 km hay sao nè. Thử lại lần nữa coi biết đâu bất ngờ. Ôi, lần này lần này thì chỉ có 5 km thôi chứ không được 25 như lần trước rồi. Ít ra thì cũng đỡ hơn trứng 2 km ha. Ok. Rồi, giờ thì tiếp tục thôi. Mà Eternatus có một cái đặc điểm không giống với mấy Pokemon mà biết bay khác, đó chính là mỗi lần mình leo lên mình cưỡi á là sẽ nhảy lên một đoạn rất là cao luôn. Khá là hay á. Kiểu như đỡ phải bắt chớn rồi bay lên từ từ á, nhảy phát một lên cao hẳn luôn. Rồi, đây, có thêm một cái Pokestop nữa nè. Nhân phẩm, hãy dồn vô cái Pokestop này đi. Cho mình trứng 15 km. Đây rồi, nó đang dần hơn nè. Một xíu cả 20, dưới 25 nữa là ok luôn. Kế hoạch là vậy ha. Trong rừng có một cái ngôi đền nè. Hình như lần trước mình có nhận một cái nhiệm vụ là tìm ngôi đền đúng không ta? À, thời mình tới, làm nhiệm vụ luôn. Bây giờ để mình cho Eternatus vô trong cái đã. Kẻo em mất máu nữa. Rồi, lướt rừng. Wow, trong rừng thì có rất là nhiều những cái Grass Gem á. Với lại Potion Gem nữa nè. Rồi, lượm hết. Còn gì nữa không? Hình như... Ủa, cái rừng này mới lướt rồi. Vậy thì còn một cái rừng bên đây nữa. Bên đây thì chỉ cho cái hạt giống thôi. Chỉ là một ít sắt ha. Ok. Vậy là mình đã xong cái nhiệm vụ tìm ngôi đền rồi đúng không ta? À đúng rồi nè. Mình tìm được ngôi đền rồi. Yeah. Một xíu về trả nhiệm vụ và nhận thưởng thôi nào. Không biết là lần này mình sẽ nhận được phần thưởng gì ha. Nhiều khi hên lại là như mấy cái bóng chứa hoặc là mấy cái đồ xịn sò khác á. Cũng có thể. Thôi tiếp tục lên đường thôi. Và coi sơ nhiệm vụ lại coi nào. Mình còn nhiệm vụ đánh bại 174 Pokemon nữa. Ui, nhiệm vụ đó hơi căng đó nha. Tính gà là không có muốn đánh boss đó, nhưng mà nãy giờ tìm mãi không thấy công trình á nên bắt buộc xuống đây đánh boss. Gỡ xui coi. Wow, đánh với hệ cỏ luôn hả? Được. Trận đấu boss đầu tiên của mình cùng với Eternatus nè. Để coi như thế nào ha. Hy vọng là chúng ta sẽ giành chiến thắng được. Ui. Ravile Dynamax lên to bằng Eternatus mình luôn rồi kìa. Ghê đấy. Dùng độc nè. Trời ơi, một hit một nửa cây máu. Đừng có đùa. Rồi. Ui. Có vẻ là chúng ta sẽ dễ dàng thắng boss Ravile này thôi. Thêm một hit nữa của Eternatus nè. Đánh bại boss liền. Lần này là Eternatus gánh nguyên đội luôn á. Quá dữ luôn. Đấy. Và gần đây có Zarus xuất hiện kìa. Zarus hả? Ấy. Khi mà mình đi khám phá, chúng ta gặp những cái chỗ mà lấp lánh như vậy, nó chính là chỗ Pokechest đấy. Được một cái lọ thuốc nè. Được quá ta. Rồi giờ thì coi Zarus ở đâu. Tới công chuyện với Zarus luôn. Đâu rồi? Không thấy nha. Bây giờ tìm Zarus cũng cả một vấn đề ấy, không đùa đâu. Đây, núp ở đây hả, Zarus. Đợi sức không? Đợi sức với Eternatus của tôi nè. Vô. Tới công chuyện luôn. Quay. Cũng Zarus cũng phản đam đồ đấy. Nhưng mà thôi, tạm biệt Zarus. Goodbye, no see you again. À, và khi mình farm Zarus thì mình sẽ có được cái Grass Gem ha. Để coi. Nó sẽ boost. Cái này thì sẽ boost sức mạnh cho những cái kỹ năng hệ cỏ ấy. Chắc mai mốt mình có nhiều Pokemon hệ cỏ thì những cái Grass Gem đó là hiệu quả.
Nhưng mà nhìn cái hình dáng dài dài bự bự của Eternatus, mình lại nhớ cái lần đầu tiên mình gặp Rayquaza quá hả. Thật luôn á, tới bây giờ mình vẫn chưa có dịp gặp lại Rayquaza á. Hơi, không biết chừng nào chúng ta mới có duyên gặp lại Rayquaza thêm một lần nữa đây, để mình có cơ hội chinh phục Rayquaza. Chứ lúc đầu gặp thì mình chả có gì trong tay hết, nên đâu có cách nào bắt Rayquaza đâu. Tiếc thật. Rồi, tạm thời gác qua Rayquaza đi, mình sẽ tiếp tục loot. Và lần này lại cho trứng 5km. Ồ, với trứng 10km luôn. Có trứng 20km đầu tiên rồi. Yes, tuyệt vời nha. Qua đây nữa, qua đây nữa. Có 20 rồi, cho thêm 25 đi. Ui, cho 5 à. Trời 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 trời, hết hồn, tưởng đâu gặp cây xương rồng gì mà bự dữ. Nhưng không, đó là boss các bạn ơi. Và đây là boss Groudon nhá. À, boss này boss kiểu boss thường thôi. Ok, vô. Để coi coi Eternatus có chiến đấu lại với Groudon hay không á. Trời ơi, Groudon mạnh vậy. Không ăn thua rồi. Con ơi, con ông giáo à. Nhưng mà không sao, Eternatus đã kéo được như đây máu là hay lắm rồi. Giờ thì tới lượt của những em khác thay vô để gánh tem ha. Mình sẽ đưa Urshifu vào. Để coi coi Urshifu có gánh tem nổi hay không nha. Urshifu, hãy gánh tem giúp anh một lần này đi, đánh bại Rao đó nào. Được hay không? Kéo được một ít máu thôi. Cố lên. Một cái nữa. Yes, lần này thì mình đã đánh bại được Groudon rồi. Yeah, và Eternatus của mình đã học được một kỹ năng hệ rộng rồi kìa. Kỹ năng này hơi bị mạnh luôn á. Nhận được quá trời đồ luôn nè. Wow, không nhờ đánh Groudon lại cho nhiều đồ như vậy luôn á. Được. Ơ, và mới đánh boss Groudon xong thì gần đây xuất hiện Groudon luôn. Gì đây? Lọc nhân phẩm chăng? Trời ơi, mới đánh boss Raiden xong gặp Raiden luôn à. Nếu mà bữa nay mình bắt thành công Raiden nữa thì có thể nói bữa nay là ngày rất là tuyệt vời luôn á. Ừ, và chắc Raiden thì mình sẽ thử dùng Heavy Ball thêm một lần nữa nha. Biết đâu lại giống như Eternatus, một hit ăn luôn thì sao? Heavy Ball. Ui, có vẻ hơi khó rồi. Đánh thêm xíu nữa đi ha. Giao lưu võ thuật xíu đi. Thêm hit nữa được không? Rồi, máu của em đã về mức đỏ rồi đó. Rất là thấp rồi ha. Hy vọng là lần này Heavy Ball sẽ phát huy công dụng. Rồi, chịu đi nha. Đừng để Urshifu nóng á. Urshifu tay hơi bị to đấy. Chịu đi Raiden ơi. Chịu luôn. Thành công rồi. Và mình cũng được một cái thành tựu có tên là Ground Smasher ha. Tức là mình đã thu phục được thành công Raiden á. Trong bộ ba thời tiết á nha. Rất là đã luôn. Wow. Đây, em đây. Lại có thêm một Pokemon xịn vô đội hình rồi. Thích quá à. Rồi, và mình quên mất là mình phải luyện thêm cả Sonic á. Nãy giờ mình mãi mê mình luyện Eternatus thôi. Nên bây giờ mình sẽ quay sang mình luyện Sonic á. Mình cũng bắt được Sonic một khoảng thời gian rồi mà quên luyện ẻm. Cũng khá là thiệt thòi luôn. Gần đây có thêm một cái kim tự tháp nữa. Thôi thì thử nhân phẩm luôn. Ê! Ôi, hên. Tưởng đâu nó gớt chúng tấm áp lực là tan nát mấy cái rương này hết á. Rồi, trong kim tự tháp thì cũng có được thêm một chút đồ cho mình ha. Ở đây nữa. Ui, có cái kiến gì này. Wow. Được, giữ luôn. Earth Blast làm hết, quét sạch luôn mà. Khi đi tới cái bờ biển á, thì mình phát hiện gần đây có một em Pokemon đang bơi kìa. Nhìn khá là dễ thương á. Em này tên là Lapras. Mình sẽ bắt em này luôn. Nhìn muốn bắt ghê á. Chắc em này thì mình sẽ không cần đánh đâu. Mình sẽ tung trước Quick Ball liền. Tại vì em mới cấp 33 thôi, đánh thì nguy hiểm lắm. Rồi, tung Quick Ball và... Ồ, được luôn nè. Mình bắt được em Lapras đó luôn nè. Wow, em có sẵn trong người cái cọng dây chuyền gì luôn cơ. Để mình lấy ra thử ha. Nếu mà bắt được em thì mình có thể di chuyển trên nước dễ dàng hơn á. Đây, Lapras đây. Ui ui,
Nè em nè, em đã có sẵn cái cọng dây chuyền nước luôn. Quá dữ. Trời, get go. Liệu rằng em còn tiến hóa nữa không? À, em không có dạng tiến hóa ha. Ui, nhưng mà em có dạng Giga Thanos nè. Nhìn đẹp vậy. Trời ơi, trong đây có nhiều Pokemon có dạng Giga Thanos, nhìn xịn sò con bò ghê á. Mới mốt mình phải tìm hiểu về cái đó mới được. Rồi, còn giờ thì xuống nước em ơi. Sở trường em này là dưới nước á. Đó, dưới nước bơi rất là nhanh luôn. Đã ghê á. Trời ơi, nhờ em này mà mình mới thấy được thế giới Pokemon dưới đại dương á, rất là phong phú. Ôi, cái gì á? Kyuri, trời ơi, giật mình, hú hồn, chim én. Tưởng đâu tới công chuyện nữa chứ. Đây là boss Kyuri á. Hú hồn, tưởng đâu cá mập ăn thịt người chứ. Mình sẽ quánh không? Ok, chắc quánh luôn á. Đụng là sốt mà. Đụng là trộn á. Để mình đưa mấy Pokemon của mình vô. Đầu tiên là Urshifu tấn công thử coi. Một hit của Urshifu đã kéo được cỡ... Ui, hồi phục lại rồi. Có 15% máu nhưng mà hồi phục lại thành 10% máu rồi. Không ổn rồi. Mình phải đổi sang mấy kỹ năng hệ giác đấu mới được. Nhưng mà Kyuri này á, nãy giờ chưa tấn công nha, chỉ phòng thủ rồi hồi phục lại thôi à. Lạ vậy. Em này không thích tấn công à. Đó, mình đánh bao nhiêu thì em kiểu gán hồi phục lại bấy nhiêu, chứ không có muốn phản công. Vậy thì mình sẽ chiến thắng nhanh thôi. Cố lên. Trời ơi, lần này thì ngược lại rồi, em phản công một phát đi luôn rồi. Mà anh vậy? Đúng là Kyuri mà. Trời ơi, one shot hết mấy Pokemon của mình rồi. Toan rồi. Đừng nói là one shot luôn Eternatus nha. Ui, em hồi phục tiếp. Boss này hồi phục tiếp rồi. Chuyển sang chế độ hồi phục rồi kìa, hồi phục quá dữ luôn á. Khó chịu vậy. Trời ơi, người ta đánh đã không vô được nhiều máu mà còn hồi phục nữa, cay thiệt luôn á. A few moments later. Mình nãy cũng gán đánh boss Kyuri lắm á, nhưng mà boss Kyuri nói mình tuổi tép á nên thôi mình đi luôn. Gì đâu mà mạnh thiệt sự luôn á. Quýnh mình thử rất là nhiều đội hình rồi ha, nhưng mà chung quy lại thì vẫn không phải là đối thủ của Kyuri rồi. Nên chắc sắp tới mình phải kiểu như là học những kỹ năng mạnh nhất của từng em Pokemon đó. Hy vọng là sẽ gặp lại Kyuri thêm một lần nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ thử sức lại ha. Còn bây giờ thì mình không có tuổi giảm đâu. Phía bên này có cái kim tự tháp này. Ủa sao nhìn quen thế nhở? Đừng nói là kim tự tháp hồi nãy nha. Ừ, nó đó. Thôi, vậy thôi đi về luôn đi. Trên đường về thì mình sẽ gán bài một xíu ha, cho mấy cái trứng mình lút được trong ngày hôm nay á nó nở ra. Rồi chúng ta sẽ mở trứng nào. Hồi hộp quá. Trước tiên thì để mình qua đây mình trả nhiệm vụ cái đã. Đây, để coi cho mình cái gì. Que quỷ lửa. Mình trả cái nhiệm vụ mà tìm ngôi đền á là cho mình que quỷ lửa ha. Ok, đỡ phải đi săn quỷ lửa. Rồi, còn giờ thì mở trứng nha. Mình sẽ mở từ trứng thấp nhất, đó chính là trứng 5 km trước. Coi. Cho mình Sandrill. Wow. Horsey cũng như là Ponyta. À, có em ngựa kìa. Ồ, mình có được một em ngựa lửa rồi. Wow. Lửa, có hệ lửa, có hệ nước, rồi dưới hệ đất luôn. Ba hệ khác nhau. Được á. Tiếp theo là trứng 10 km đi. Cho mình chanh xây nữa. Sao cho mình chanh xây hoài vậy ta? Hôm qua cũng có chanh xây nữa. Nay lại tiếp tục là chanh xây này. Tiếp theo là Totodai em cá sấu. Wow, là một hệ nước nữa. Chỉ là bữa nay cho mình tới 2 Pokemon hệ nước luôn. Ok, và trứng cuối cùng là trứng 20 km. Sẽ cho mình Pokemon gì đây? Ồ, lần này Pokemon mới. Feromosa. Ồ, đây là một em Pokemon hoàn toàn mới của mình luôn. Uầy, coi kìa. Đã vậy. Hệ giác đấu dạy bỏ nha. Đã vậy. Không bay được nha. Mình cứ tưởng cái này bay được chứ. Vậy là mình lại có thêm một em Pokemon song hệ bọ và giác đấu rồi. Đã quá à.
Em này chắc mình phải luyện cho lên cấp cao rồi lúc đó mới biết được sức mạnh thật sự ha. Còn hiện tại thì mình thấy chỉ số của em khá là thiên về tấn công á. Nhưng mà phòng thủ thì hơi thấp nha. Chắc đó là điểm mạnh cũng như là điểm yếu của em đó. Rồi, và hôm nay có thể nói là một ngày tuyệt vời khi mà mình sở hữu được một Pokemon Aetonatus. Hơi bị đã luôn. Mình cũng khá là bất ngờ khi mà mình lại gặp được em này ở bên thế giới Ultra Beast trong chuyến đi tình cờ đó ha. Ngoài ra thì còn có cả Raudon trong bộ ba thời tiết nè. Quả là một ngày may mắn luôn. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ may mắn giống như vậy và tìm thêm những Pokemon còn lại trong các bộ ba thời tiết nè, bộ ba XYZ nữa. Rồi, còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá và thu phục Pokemon kế tiếp của mình. Bye bye.